Hi, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh Evelyn Tarot. Mình là Evelyn, là một Tarot Reader. Mình đem đến cho các bạn những chủ đề thú vị thông qua những cho bài Tarot và Oracle nhằm hướng các bạn có những suy nghĩ tích cực và lạc quan trong cuộc sống, đồng thời có niềm tin sâu sắc vào vũ trụ và các đấng bảo hộ thiên liêng. Và hôm nay, một cái chủ đề mới của chúng ta sẽ là Trái tim của họ muốn nói gì với bạn lúc này? À, và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Và hôm nay mình có ba lá bài tượng trưng cho ba tụ bài. Đây là tụ 1, tụ 2 và tụ 3 ha. Rồi mình xin mời các bạn cùng chọn tụ. Và bây giờ mình xin đến với các bạn tụ 1. Hai, xin chào các bạn tụ 1. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 1 để xem coi trái tim của họ muốn nói gì với bạn ngay lúc này. Và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhờ những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 1. À, mình thấy các bạn từ một là những người có thể là dạo gần đây các bạn đang trải qua giai đoạn hơi bị mất ngủ hoặc là các bạn có những cái uh, nỗi buồn những cái sự nuối tiếc gì đó một số bạn có thể là các bạn đang cảm thấy khá là cô đơn và mình thấy dường như các bạn đang rất là mong chờ một cái chuyến đi một cái hành trình một cái sự thay đổi hoàn cảnh tình huống ha và mình thấy có thể là bạn đang chờ đợi một cái tin tức ừ hoặc là bạn đang lên kế hoạch cho hành trình sắp tới bạn sẽ làm gì ở những cái bước tiếp theo ha và bạn là một người cũng có một cái sự gọi là cân bằng là những người cũng có sự điều độ tiết chế chừng mực trong cách ứng xử giao tiếp à, một số bạn ở đây có thể là bạn rất là muốn đi xa làm việc hoặc là bạn là một người có thể là đang chờ đợi một cái à, người ở xa ha có thể là người yêu của bạn ở xa bạn chẳng hạn có khoảng cách về địa lý uhm và mình thấy các bạn cũng đang rất là chú tâm có sự tỉ mỉ trong công việc của mình và có thể bạn cũng đang gặt hái được những cái thành quả về tài chính ha thấy các bạn có một cái sự gọi là trong tình yêu các bạn cũng luôn rất là muốn gọi là cố gắng nỗ lực để có thể có được một cái kết quả tốt đẹp ha bạn rất là kiên nhẫn chờ đợi hoặc là kiên nhẫn vững vàng trong tình yêu chung thủy À, một số bạn ở đây có thể các bạn đang cố gắng phục hồi lại cái sức khỏe của bạn có thể bạn dạo gần đây bị mất ngủ hoặc là bạn có những cái vấn đề về sức khỏe cho nên là các bạn cũng um, cần có cái khoảng thời gian ha để um, uh, có sự cân bằng trở lại ừ. rồi để mình xem coi họ là ai ha. mình thấy đối tượng này có thể là họ đã trải qua một cái giai đoạn của một cái sự gọi là đổi thay gì đó trong cuộc sống của họ, họ có thể là đã từng có sự kết thúc một cái chương nào đó rồi và ở đây thì có thể là một số bạn cái người này là một người họ đã từng ly dị hoặc là đây là một người đã từng trải qua những cái sự đau thương mất mát, người này thì mình thấy họ đang chú trọng về mặt sức khỏe tinh thần của họ, đây là một người có sự ý chí kiên cường vững mạnh, vững mạnh và họ rất là yêu thiên nhiên họ cũng là một người rất là yêu thương cha mẹ của mình và họ có thể là ở hiện tại họ đang dành thời gian để um, tĩnh tâm hoặc họ đang phân dân giữa những cái quyết định gì đó trong cuộc sống phân dân giữa những cái sự lựa chọn ở đây và đối tượng này thì mình thấy có thể là họ cũng uh, sắp tới sẽ có những cái hành động gì đó cũng rất là mạnh mẽ kiên định hoặc họ sắp có những cái chuyến đi công tác Người này là một người cũng uh, có sự hào hứng cũng có sự kịch tính cũng là một người có sự nhanh nhẹn uh, và cái sự gọi là Uhm, thích di chuyển uhm. à, và mình thấy đôi khi có thể là họ cũng uh, hơi nóng tính một chút và họ cũng đang cố gắng cân bằng trở lại ha uhm. đây là một người uh, suy nghĩ rất là kỹ lưỡng trước khi họ um, quyết định một cái điều gì đó và mình thấy sắp tới là có thể là họ sẽ tìm ra được cái hướng đi một cái sự giải quyết uh, phù hợp ở đây rồi để mình xem coi à, đối với những bạn nữ xem trai bài thì họ là ai và trái tim của họ muốn nói gì với bạn ngay lúc này thì các bạn được xem trả bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn nam xem trả bài cho nên là các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha thì một số bạn thì là cái người yêu hiện tại một vài bạn thì có thể là cái người yêu cũ người yêu quá khứ của bạn đó à, có một vài trường hợp cái người này có thể là đã có con trước đó rồi ha thì mình thấy cái người này là một người có sự yêu thương à, gia đình là một người luôn có những cái sự hoài niệm hay nhớ về chuyện cũ là một người cũng có một cái sự đơn sơ giản dị ha thuần khiết và mình thấy có thể họ cũng đang lên kế hoạch gì đó cho cuộc sống của họ họ đặt hoặc là họ đang có sự cố gắng cân bằng mọi việc ừ. họ có thể là đang bắt tay vô thực hiện những cái dự án mới những kế hoạch mới hoặc họ có thể là Ừ, một người đầy sự gọi là sôi nổi, nhiệt quyết Hoặc là có thể là họ trẻ hơn tuổi đó Và cái đối tượng này thì mình thấy là Có thể là họ có những cái vấn đề gì đó Ảnh hưởng đến cuộc sống của họ rất là mạnh mẽ Có thể là họ có những cái sự đổ vỡ Hoặc là thất bại Hoặc là à, công việc không như ý muốn Hoặc họ đã từng à, trải qua những cái giai đoạn biến cố ở đây và ở đây mình thấy có thể là họ cũng là một người sống chân tình ha một người ấm áp đầy sự yêu thương và mình thấy ở đây thì có thể là một số bạn các bạn đã kết thúc hoàn toàn với đối tượng này rồi có một số bạn cá biệt ở đây ha bạn đã kết thúc hoàn toàn và người ta cũng đã có người yêu mới rồi và có thể thậm chí là có con luôn rồi hoặc là người ta đang rất là hạnh phúc cho nên là có thể là họ sẽ không có những cái lời nói gì với bạn đâu Ừ, cho nên là có thể là đây không phải là cái trai bài dành cho bạn. À, thì có một số bạn mình thấy là như vậy. Ừ. còn cái đối tượng trong cái bài này á, thì mình thấy có thể là cái người này họ đang nghĩ về bạn á, à, họ nghĩ về bạn thì họ thấy bạn là một người sống rất là chân tình hay là một người ấm áp hay là một người đem đến cho họ những cảm xúc khá là đặc biệt đó. Ừ. và họ có thể là đang nhớ về những kỷ niệm giữa hai bạn rất là nhiều. À. Ở đây, đây là một người có thể là họ cũng là một người đúng giờ đó ha. Ừ. À, và mình thấy dường như là cuộc sống của họ có thể là họ đang à, đến lúc cái thời điểm gì đó để thực hiện một cái dự án gì đó đang chạy nước rút trong công việc chẳng hạn, vân vân. Hoặc là có thể là các bạn quen nhau cũng khoảng thời gian khá là lâu rồi ha. Và đồng thời cái tình yêu này có thể là cần phải có sự kiên nhẫn, kiên trì đó. Đây là một người suy nghĩ khá là nhiều. Ừ người này có thể là họ luôn suy nghĩ cho tương lai của mình và luôn cố gắng đưa ra những hành động cần thiết để có thể thay đổi cũng như phát triển mọi thứ một cách vững chãi nhất Như này họ rất là mạnh mẽ và mọi thứ họ đều có thể gọi là tự mình xây dựng tự mình kiến tạo bằng chính sức lực và đôi bàn tay của họ tuy nhiên mình thấy dường như họ đang có một cái sự bị mất phương hướng họ có thể là đang ở một cái ngã ba đường họ không biết là đi cái đường nào hoặc là uh, con đường dường như có một cái sự mù mờ gì đó trong cái tương lai ha và cái người này mình thấy dường như họ có sự hơi bị khựng lại trong thời điểm này ừ, họ đang cố gắng nhẫn nại hơn đang cố gắng gọi là suy nghĩ rõ ràng hơn để có thể có những cái quyết định đúng đắn nhất phù hợp nhất đây là một người có thể là họ cũng rất là thích giúp đỡ hoặc là chia sẻ những món quà cho người khác à, hoặc là họ cũng rất là thích tặng quà cho bạn ha, trong tình yêu ừ. thậm chí có thể là họ xem bạn chính là cái món quà tình yêu của họ và người này có thể là họ cũng rất là yêu động vật rồi đó ừ. rồi để mình xem coi cái lời trái tim muốn nói của họ là gì ha Ở đây thì mình thấy cái người này họ muốn nói là họ yêu bạn ha. Họ yêu bạn rất là nhiều và họ xem bạn là một cái người yêu ha, khiến cho họ có rất là nhiều cái sự gọi là đam mê à, mãnh liệt bùng cháy ở đây và có thể họ rất là muốn có nhiều cái khoảnh khắc um, ngọt ngào, gắn bó, um, mật thiết với bạn. Um, họ bị cuốn hút bởi bạn rất là nhiều về chuyện thể uh, xác ha. và cái người này thì mình thấy có thể là họ à, đang sắp tính nhắn tin cho bạn đó và họ rất là muốn thực sự họ cực kỳ muốn gọi là tiến đến bên bạn hoặc là đi thăm bạn hoặc là có một cái sự gọi là mạnh mẽ chủ động có những cái hành động dứt khoát hơn trong mối quan hệ này hoặc là có một cái sự gọi là khiến cho cái tình yêu này nó trở nên gọi là nâng lên một cái tầm cao mới à, người này thì mình thấy có thể là họ muốn làm chồng bạn ha à, họ muốn có tương lai với bạn nhưng mà có thể hiện tại họ đang rất là bận rộn với công việc ha, nhiều cái vấn đề và họ cũng là một người quản lý hoặc là một người có cái trọng trách. Cho nên là họ phải gọi là giải quyết mọi thứ ổn thỏa rồi họ mới có thể hành động với bạn được. À, và đối với họ thì bạn là một người có rất là nhiều cái phẩm chất tốt đẹp và khi họ làm việc thì họ vẫn nhớ bạn ha. À, và mình thấy có thể là họ cũng rất là muốn gọi điện nhắn tin cho bạn và có thể trong thời gian tới là cái người này họ sẽ thực hiện thôi. Ừ. <laughs> có thể là họ cũng muốn thông báo cho bạn một cái tin tức gì đó ha. Ừ. có hai tin tức về chuyến đi hoặc là mọi thứ có vẻ nó sẽ được gọi là hanh thông hơn à, thì đó là những bạn yêu nhau còn uh, những bạn mà ngắt kết nói chia tay mình thấy dường như là cái người này um, họ vẫn còn yêu bạn rất là nhiều họ vẫn còn rất là nhiều cái xúc cảm vẫn còn rất là nhiều cái sự gọi là si mê bạn ở đây à, và mình thấy có thể là họ rất là muốn bạn hãy biết lắng nghe họ hoặc là bạn hãy có một cái sự gọi là nguyên tắc hơn có sự uh, biết suy nghĩ hơn ha và có một cái sự trưởng thành hơn à, có thể là họ cũng muốn bạn trong cái thời điểm này nên có sự thay đổi về cái góc nhìn hoặc là cái suy nghĩ của mình cho nên đứng đắn trưởng thành hơn đó và ở đây thì có thể là cái người này họ đôi khi rất là muốn ha nhắn tin hoặc là gọi điện ha muốn ngồi giải quyết ha muốn ngồi làm tha thứ cho nhau rồi bắt đầu một cái sự đổi mới trong cái tình yêu này à và có thể học cũng có một cái khoảng thời gian đánh giá xem xét ha những cái điều mà họ đã làm với bạn và mình thấy thì có thể là họ cũng rất là muốn um, cùng với bạn ha nỗ lực hơn cho cái tình yêu này cùng nhau nhận ra những cái điểm sai hoặc là điểm khiếm khuyết của nhau để có thể um, trưởng thành biết suy nghĩ và sẽ không có sự tái phạm nữa kiểu như vậy và họ trong lòng thì luôn muốn bạn phải có sự thuần phục và biết lắng nghe họ ha, à, biết suy nghĩ cho họ và à, ở đây thì à, cái người này họ đang rất là bận rộn trong cuộc sống, ừ. họ đang dùng công việc để có thể quên được bạn nhưng mà chưa chưa thể quên được ha, à, có thể là trong cái mối quan hệ này cũng có những người gọi là bạn bè hay gì đó có một cái sự um, có những cái lời nói hoặc là những sự góp ý gì đó trong cái tình yêu này, à, cho nên nó cũng khiến cho cái người này cũng có nhiều suy nghĩ, ha, xem xét hoặc là họ có thể là xin lời khuyên từ những người xung quanh ha, để xem lên cái cách giải quyết cái tình yêu như thế này như thế nào. Nhưng mà trong lòng họ thì họ vẫn còn yêu bạn rất là nhiều. Ừ. Tạm thời có thể là cái người này họ sẽ gác chuyện tình yêu sang một bên mà họ sẽ chú tâm hơn vào công việc cuộc sống hoặc là có thể là gia đình họ cũng có những cái biến cố gì đó, cho nên họ còn phải tập trung vào cái vấn đề chính ở đây. À, người này họ muốn nói với bạn là họ muốn làm cho mọi thứ nó rõ ràng ha à, có thể là họ muốn gọi là um, tiến đến một cái giai đoạn cao cấp hơn với bạn hoặc là họ muốn hai bạn có một cái sự gọi là uh, làm rõ cái vấn đề giữa hai bên à, họ xin lỗi bạn ừ. à, một vài bạn nếu như cái người này họ có những cái điều gì đó khiến bạn buồn thì họ xin lỗi bạn họ đã làm cho mọi thứ nó xáo trộn lên rồi họ đã nhận ra cái điều đó rồi ha và họ có một cái sự giỏi nhìn theo bạn trên mạng xã hội đó ha à, bởi vì họ muốn cho bạn biết là à, à, họ muốn là họ muốn biết là bạn có khỏe hay không ha và họ đang gọi là theo dõi bạn quan sát bạn từ xa ừ. Ừ, và có thể là những cái lời nói của bạn cũng gây cho họ cái sự tổn thương ha à, họ không thể chịu đựng được những cái lời nói tổn thương của bạn à, ngay hiện tại có thể đây là những cái lời trái tim của những người ngắt cái nói chia tay đó ừ. cho nên bạn ở cái trường hợp nào thì bạn xem bạn có thể cảm nhận được à. À, cái người này họ sợ rằng họ sẽ gọi là làm đau bạn nữa cho nên là họ sẽ có một cái sự giữ khoảng cách với bạn ừ. bạn ngắt cái nói chia tay ở đây họ rất là nhớ ha họ rất là muốn nói chuyện với bạn ha họ nhớ về những cái cuộc nói chuyện vui vẻ với bạn ha những cái sự gọi là thoải mái thể hiện cảm xúc uh, khát khao ham muốn với bạn ở đây ừ. rồi để mình xem đối với những bạn uh, nam xem trả bài thì uh, trái tim của họ muốn nói gì với bạn ngay lúc này và họ là ai ha đây là một người có thể họ đang ở trong cái trạng thái của một cái sự cô đơn ha họ tìm về chính mình ừ. họ học hỏi và phát triển kiến thức sự thông tuệ của mình hoặc là họ đã nhìn ra được một cái vài cái điều gì đó ha họ tìm ra được cái câu trả lời gì đó hoặc là có thể là họ đã tìm ra được những cái điểm tốt hoặc là chưa tốt của chính mình chẳng hạn ha và cái người này mình thấy dường như là họ cũng đã từng trải qua những giai đoạn khó khăn hoặc là họ có rất là nhiều kinh nghiệm sống và họ cũng là một người cho người khác cái lời khuyên cũng rất là hữu ích đó và đối tượng này mình thấy có thể là họ cũng có một cái sự hơi đa nghi họ có sự hiếu kỳ hoặc là họ có sự gọi là học hỏi những cái điều mới rất là nhanh đây là một người luôn có sự gọi là đổi mới cách làm hoặc là đổi mới suy nghĩ hoặc là có thể là họ cũng có đang có sự theo dõi bạn quan sát bạn từ xa đó và một số bạn ở đây có thể là bạn quen người nước ngoài hoặc là các bạn sống hai quốc gia khác nhau ha cái người này mình thấy có thể là họ học họ có thể là giỏi về ngoại ngữ nè hoặc là họ rất là thích đi du lịch nước ngoài hoặc là đây là một người có thể là tự mình gọi là kiến tạo nên cuộc sống riêng ha họ thích sự tự do họ thích sự cống hiến phục vụ cũng như là đây là một người có thể là họ cũng làm những công việc mà liên quan đến cái sự Uh, chia sẻ những cái sự hướng dẫn uh, đây là một người họ rất là thích đọc sách thích nghiên cứu ha một người có khí chất một người có một cái sự gọi là um, thánh thiện lương thiện và có thể là họ có đạo nữa đó uh. những cái sự thông tuệ của họ thông thái của họ rút ra từ những kinh nghiệm sống <laughs> những cái bài học của họ uh đôi khi cả những cái nỗi khổ đau của họ nữa đây là một người rất là đẹp rất là nhiệt quyết rất là tài năng và có sự sáng tạo ha có sự đam mê trong công việc một người đầy lửa đầy, sự, đầy sức hút đối với người khác và người này thì mình thấy là họ luôn hành động cho bản thân cho tương lai và luôn cố gắng nâng cấp bản thân của mình đây là một người thực sự là có một cái khả năng thu hút thu phục người khác bằng cái sự duyên dáng cái sự gọi là khôn ngoan và À, nhanh nhạy của họ. À. Người này tạm thời có thể hiện ở trong cái trạng thái của sự bị động ha, họ chỉ tập trung vào bản thân thôi, tập trung vào cuộc sống của mình thôi và nỗ lực hết sức mình để có được một cuộc sống thoải mái nhất, thành công nhất. Ừ. Và người này mình thấy dường như là họ đang muốn rời khỏi một cái điều gì đó hoặc họ đang có một cái sự là muốn đi đâu đó ở đây ha hoặc là có thể là họ đã từng rời khỏi một cái mối tình nào đó rồi ừ. đây là một người họ biết gọi là à, có một cái sự táo bạo ha kiểu như họ thật sự đam mê cái gì đó thì họ sẽ cố gắng là vượt qua cái giới hạn bản thân của mình để có thể gọi là tiến đến cái mục tiêu ước mơ của mình vượt qua cái nỗi sợ của mình đó ừ. Và họ yêu sự yên bình, họ yêu sự nhẹ nhàng, họ thích ở những cái nơi gọi là ít người và những cái nơi có nhiều cây xanh bóng mát rồi đó ha, à, những cái nơi đồng cỏ lớn hay gì đó vân vân. Người này là một người có thể là họ cũng có cái sự luyện tập thể dục thể thao hoặc là đây là một người có sự uyển chuyển linh hoạt và dù cho hoàn cảnh tình huống khắc nghiệt ra sao thì họ cũng không có dễ bị gãy đổ cũng không có dễ bị gọi là um, ảnh hưởng ha kiểu vậy. Ở đây mình thấy có thể là họ đang cố gắng ha, dọn dẹp những cái tàn dư cũ, những cái điều gì đó ảnh hưởng đến tinh thần của họ hoặc là đây là một người cũng rất là siêng năng quét nhà đâu đó à, và có thể là một số trường hợp cái người này họ cũng có nhà có cửa hoặc họ đang trong giai đoạn gọi là cố gắng lộn được làm việc để xây dựng nên nhà cửa cho chính mình. Rồi, à, trái tim của họ muốn nói gì với các bạn nam lúc này? Ừ, họ muốn nói với bạn rằng thì họ đang có rất là nhiều ước mơ, hy vọng trong cái tình yêu này ha Và bạn chính là cái điều ước trở thành sự thật của họ ha à bạn vừa đẹp trai, bạn vừa giỏi giang, bạn vừa thông minh, vừa sắc xảo, tinh tế, lại vừa có sức hút, lại vừa có sự gọi là nhẹ nhàng, ân cần, chu đáo hoặc là họ rất là cần bạn hãy quan tâm họ nhiều hơn, ngọt ngào với họ nhiều hơn, tập trung vào họ nhiều hơn. Ừ. và mình thấy có thể là cái người này họ cũng muốn nói với bạn rằng là À, họ hy vọng, họ cầu nguyện cho những công việc của bạn nó đều thành công, tốt đẹp Và bạn sẽ có được cái sự công thành, danh tội, rồi có nhiều tiền bạc Rồi bạn sẽ có nhiều thời gian để yêu thương, để quan tâm, để hẹn hò với họ ừ hiện tại thì có thể là cái người này họ cũng đang cảm thấy hơi bị mơ hồ về tương lai ha, không biết mọi thứ sẽ như thế nào, hoặc là họ đang cảm thấy khá là mệt mỏi hoặc là có những cái điều gì đó nó dồn dập hoặc là có những cái suy nghĩ uh, trong quá khứ nó 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 lại dấy lên trong họ một lần nữa uh, và uh, họ không biết là um, bạn uh, đang uh, thực sự uh, bận rộn hay là bạn đang trong cái giai đoạn gọi là À, yêu thương một ai đó khác ngoài họ ha à, đôi khi họ cũng có những cái nỗi lo muộn phiền đó có thể là do yêu xa cho nên có những cái sự gọi là à, hơi trên vên ừ. nhưng mà có thể là họ sẽ cố gắng ha cố gắng gọi là cân bằng lại nhưng mà họ cần bạn quan tâm họ để họ có thể gọi là bảo à, cảm thấy an toàn hơn cảm thấy ổn định tinh thần hơn ừ. và họ bạn đúng là cái người mà họ cần ha đúng là cái người mà họ có sự mơ ước ở đây Ừ, và mình thấy ở đây có thể là có rất là nhiều người muốn theo đuổi họ <laughs> cho nên là đôi khi họ cũng cảm thấy rất là bối rối ha à, họ rất là muốn công khai cái mối quan hệ này để cho mọi người biết là họ có người yêu tài năng như bạn ha à, họ muốn bạn làm rõ trong cái tình yêu này muốn bạn hành động hơn và muốn cam kết đó à, và có thể là họ cũng không có muốn để cho bạn lo lắng hoặc khó chịu cho nên họ có sự che giấu rằng có nhiều người theo đuổi họ ở hiện tại ha mình thấy một vài bạn yêu nhau thấy như vậy những bạn nào cái nói chia tay có thể là cái người này họ muốn nói với bạn rằng hiện tại họ không biết là tình yêu này có còn cơ hội nữa hay không họ không biết là bạn có quay về hay không bạn có còn yêu họ hay không hay là bạn gọi là chỉ tập trung vào tiền bạc của bạn hay là bạn đã quen một ai đó khác à, mình thấy dường như là họ vẫn còn nghĩ vẫn còn nhớ về bạn và thậm chí họ còn ước mơ cầu nguyện cho bạn nữa à, cái người này có thể là họ còn còn rất là nhiều cảm xúc đặc biệt với bạn ha Mặc dù mình thấy dường như là họ cũng có sự nói chuyện với những người khác nhưng mà thực sự thì có thể là họ vẫn còn ước mơ, vẫn còn một cái niềm khát khao gì đó. Hy vọng gì đó là các bạn vẫn còn một cơ hội ha mà bạn sẽ hành động để cho cái tình yêu này còn có một cái cơ hội để có thể gắn kết lại. Nhưng mà họ cũng không biết mọi thứ như thế nào nhưng mà hiện tại thì có thể là họ sẽ cố gắng ha điều chỉnh và tập trung hơn vào bản thân, vào những ước muốn của bản thân và vào sự phát triển của bản thân ở đây. Ở đây mình thấy dường như là uh, có một số bạn, các bạn uh, nam đang gọi là crush một ai đó ha. Thì có thể là có một cái số trường hợp như vậy. Cái người này họ muốn nói với bạn rằng họ ước gì là họ có cái sự gọi là tràn đầy cảm xúc hiện tại để có thể gọi là cho bạn bước vào tình yêu. Nhưng mà có thể là họ chưa sẵn sàng ha. Ừ, họ còn mù mờ ở đây. Có một vài bạn như vậy ha. hoặc là những bạn ngắt kết nối chia tay có thể là cái người này họ cũng ước gì cảm xúc họ còn đông đầy ha để có thể gọi là um, cho nhau một cơ hội nữa và họ đã có một cái sự gọi là uh, suy nghĩ về bạn hoặc là mơ mộng về bạn ha um, hoặc là mơ đến một cái viễn cảnh tương lai tốt đẹp với bạn ở đây và mọi thứ đã gọi là có một cái sự gọi là um, chuyển động quá nhanh và họ không biết à, phải tin tưởng vào cái cảm giác của mình như thế nào nữa ừ. có một cái điều gì đó khá là bất ngờ trong tình yêu này có thể có những cái chuyện gì đó nó xảy ra khá là nhanh ở đây cho nên là đôi khi họ còn chưa định hình lại hoặc là chưa có cái sự gọi là rõ ràng như vậy Ừ, họ ước gì bạn là của họ <laughs> ừ, Và họ đã đẩy bạn ra xa Bởi vì họ đã có một cái sự bối rối là um, Về cái cảm xúc mà họ dành cho bạn Wow, ở đây toàn là những cái trái lời trái tim Của những người gọi là crush nhau Hoặc là những người tranh cãi với nhau ha, Là có một cái sự gọi là tạo khoảng cách ở đây Ừ Và ở đây thì có đủ cái trường hợp là họ rất là nhớ bạn ha Họ nhớ bạn rất là nhiều và họ muốn thấy, muốn gặp bạn sớm Thì ở đây có nhiều cái trường hợp, tình huống cho nên là um, à, Bạn có thể gọi là xem xét cái nào hợp với bạn thì bạn à, tiếp thu ha Rồi để mình xem cung hoàng đạo nó bật cho các bạn, có thể là của bạn, của người đó xử nữ kim ngưu song tử song ngư bảo bình nhân mã chữ cá trong tên chữ b phở chữ tờ chữ u chữ n chữ a chữ s chữ W, chữ O và chữ V. Rồi mình xin kết thúc các bạn tụ 1 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai xin chào các bạn tụ 2. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 2 để xem coi trái tim của họ muốn nói gì với bạn ngay lúc này. Và đây những cho bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người. Mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng với các bạn tụ 2. Các bạn tụ hai là những người có thể là đang trải qua một cái giai đoạn có sự biến đổi khá là lớn trong cuộc sống ha có những cái sự thay đổi đột ngột hoặc là có thể là các bạn đã nhìn ra được cái hướng đi con đường mục tiêu sắp tới của bạn là gì và mình thấy các bạn là những người có sự tin vào định mệnh Nào, một vài bạn ở đây có thể các bạn đang trải qua giai đoạn khá là tô xích, buồn bã um, hoặc là những cái sự tiêu cực gì đó hoặc là những cái sự lắng lo um, và có thể là các bạn là một người À, đang ở trong cái trạng thái của một sự cố gắng vượt dậy bản thân, cố gắng gọi là tin tưởng và ân trên và nỗ lực um, chiến thắng được những cái bản ngã, những cái uh, sự lo buồn, những cái sự gọi là khốn đốn gì đó của bạn. Ừ. mình thấy có thể một số bạn các bạn đang dùng luật hấp dẫn để bạn có thể thu hút những điều bạn mong muốn trở thành sự thật ha. và trong tình yêu cũng vậy ha, bạn khát khao có được một cái tình yêu thực sự gọi là chân thành, trang chứa ừ. và thấu hiểu nhau một vài bạn ở đây mình thấy dường như là các bạn à, đang trải qua giai đoạn hơi bị cực 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 là cực nhọc ha có thể là có có, có nhiều công việc hoặc là à, trong các vấn đề tình cảm các bạn cảm thấy rất là mệt mỏi căng thẳng hoặc là áp lực à, một số bạn còn cảm thấy có sự cô đơn buồn bã lẻ loi hoặc là vấn đề tài chính sức khỏe của bạn nó cũng có những cái um, sự gọi là căng thẳng ở đây có rất là nhiều điều khiến cho bạn cảm thấy uh, có một cái sự um, buồn phiền ha và bạn hy vọng rằng mọi thứ trong thời gian tới nó sẽ tốt đẹp hơn uh, bạn hy vọng rằng uh, bánh xe số phận sẽ quay và mọi thứ nó sẽ chuyển đổi theo một cái hướng gọi là uh, hạnh phúc hơn cho bạn kiểu như vậy mình thấy dường như đây là cái thời điểm mà có thể là bạn uh, sẽ vượt um, qua được ha nếu như bạn cố gắng bạn luôn gọi là tin tưởng và mạnh mẽ và đồng thời luôn gọi là suy nghĩ theo cái điều bạn mong muốn thì có thể là những cái điều khó khăn này nó chỉ ở trong một khoảng thời gian thôi chứ nó không kéo dài mãi mãi một vài bạn các bạn đã ở trong một cái mối quan hệ gì đó cũng khá là lâu rồi và bạn có rất là nhiều cái gánh nặng nhiều cái sự tô xích độc hại và có thể là đã đến lúc một số bạn các bạn có sự quyết định quyết định ra đi một cách gọi là buồn bã ha nhưng mà bạn có thể là cũng cố gắng để có thể thực hiện cái quyết định này à. mình thấy những cái vấn đề mà gọi là tiêu cực à, diễn ra trong cuộc sống của bạn có thể là do cái um, số phận định mệnh hoặc có thể là các bạn đang phải trả những cái bài học những cái nghiệp chướng gì đó trong quá khứ liên quan đến tình yêu hoặc liên quan đến cuộc sống cho nên bạn phải cố gắng vượt qua ừ. và đừng để những cái điều tiêu cực ảnh hưởng đến tinh thần của bạn ngay lúc này và bảo vệ sức khỏe của mình thật là tốt còn đừng để bản thân của mình trở nên quá áp lực quá căng thẳng ha và ơn trơn đang dõi nhìn theo bạn và có sự hướng dẫn cho bạn và các thiên thần luôn gọi là à, hỗ trợ cho bạn trên cái hành trình này và mình thấy thì công bằng công lý sẽ được thực thi trong cuộc sống của bạn ha có một số bạn có thể là có những cái um, thế lực đen tối nào đó gây ảnh hưởng đến tình yêu của các bạn khiến tình yêu của bạn trở nên nghiệt ngã, ừ. có những cái sự tấn công tâm linh ở đây ha ừ. hoặc là trong thời điểm này khi mà bạn cảm thấy tình yêu của mình uh, có những điều gì đó khắc nghiệt quá và có những cái sự thay đổi hoặc là những cái sự kết thúc gì đó thì có nghĩa là có thể là một số bạn các bạn đã trải qua hoặc là bạn đã vượt qua được cái uh, cái việc trải nghiệm xong rồi giống như các bạn có sự hết duyên với người đó rồi và họ có sự rời đi ha, kiểu như vậy thôi. Ừ. không có gì phải quá buồn phiền hoặc là liên tiếc hết. Và đôi khi có những cái điều gì đó không tốt diễn ra Bạn nghĩ là nó là được có điều xui rủi Hoặc là bạn cảm thấy mình không được may mắn Nhưng thực sự là đôi khi vũ trụ thấy các bạn đã chịu đựng quá nhiều sự mệt mỏi Hoặc là trong tương lai các bạn sẽ có khả năng khổ hơn Cho nên Ngài có một cái sự gọi là à, Tạo ra những cái sự kiện để các bạn có thể gọi là bứt phá vượt qua được những cái hoàn cảnh tình huống đó kiểu như vậy thôi ừ. một số bạn sắp tới có thể là sẽ có được những cái tình yêu mới ha à hoặc là sắp tới trái tim của bạn nó lại reo vui một lần nữa thôi khi mà bạn vượt qua được những giai đoạn khó khăn này rồi á rồi để mình xem họ là ai ha ừ. người này thì mình thấy thể đây là một người họ cũng uh, có sự mộc mạc đơn sơ và một số bạn là khá là nhiều đó là cái người yêu uh, cũ ha ở đây là người yêu cũ khá là nhiều có một là những cái số trường hợp các cái nói chia tay là nhiều đó ừ. hoặc à, cái người này á, thì họ là một người sống rất là tinh tế yêu thương à, lãng mạn ha biết quan tâm người khác ừ. một số người thì có thể là đã có con trước đó rồi mọi à, người này dường như họ rất là yêu thương cha mẹ của mình là những đứa con hiếu thảo và mình thấy dường như là họ cũng đang rất là nỗ lực cho công việc cho cuộc sống của họ ha họ có sự kiên trì nhẫn nại Ừ. và họ biết lên kế hoạch và cái người này có thể là họ đang thu hoạch được những cái sự gia tăng về tài chính những sự phát triển những sự gọi là ổn định hơn cân bằng hơn và có thể cái đối tượng này cũng là một người họ có quyền lực có địa vị được mọi người gọi là ngưỡng mộ tôn vinh và có sự trân trọng họ rồi để mình xem coi à, đối với những bạn nữ xem trả bài họ là ai và trái tim họ muốn nói gì với bạn ngay lúc này thì các bạn nữ xem trả bài các bạn có cùng nguồn năng lượng với đối tượng của các bạn nam xem trả bài cho nên là các bạn có thể xem tham khảo qua lại các bạn nam cũng vậy ha ở đây mình thấy cái người này là một người họ đang nắm bắt những cơ hội mới gì đó trong cuộc sống của họ đó ừ. những kế hoạch công việc ước muốn gì đó mới mẻ và đây là một người họ cũng uh, có một cái sự uh, kiên cường ha, ừ. họ đang uh, chăm chút hơn cho sức khỏe, tinh thần, thể chất cũng như là họ có thể là có sự gọi là nhẹ nhàng, dịu dàng hơn với bản thân. À. Có thể hiện tại họ đang đặt bản thân là cái sự ưu tiên hàng đầu cho chính mình kiểu như vậy. Và người này mình thấy thì có thể là họ đang có sự dõi theo bạn trên mạng xã hội hoặc là có thể các bạn quen nhau trên mạng xã hội chẳng hạn, hoặc là bạn hay nhắn tin qua lại với nhau là nhiều và mình thấy một vài bạn thì có thể là cái người này họ đang có một cái sự đấu tranh gì đó ha cho tương lai cho cuộc sống hoặc là họ là một người đang ở trong cái trạng thái của sự cô đơn một mình gọi là um, cố gắng vượt qua những cái sự căng thẳng hoặc là những cái sự uh, cạnh tranh trong công việc chẳng hạn và ở đây mình thấy có thể là đối tượng này họ cũng uh, là một người có nhu cầu rất là cao trong chuyện uh, chăn gói đó um một uh, số bạn ở đây có thể là các bạn uh, đã quen một cái người nào đó họ đã có một cái sự phản bội lăng nhăng bạn ha thì mình thấy có thể là họ đã có một cái sự rời đi rồi và họ đang tìm kiếm một cái đối tượng khác cho nên là không có họ không có cái lời trái tim gì muốn nói với bạn cả ha. thì có một số trường hợp cá biệt là như vậy ha cho nên là bạn xem cho vui thôi chứ không phải là cái đối tượng trong trái bài này cái đối tượng trong trái bài này là một người vừa giỏi giang mà vừa có sự thấu cảm vừa có sự quan tâm người khác đầy sự yêu thương ha và họ cũng là một người có một cái sự ấm áp ngọt ngào tuy nhiên thì họ có những cái hành động họ có sự che giấu cảm xúc hoặc họ đôi khi có những cái điều gì đó mà họ không có nói ra với bạn và khiến cho bạn có những cái sự suy tư suy nghĩ về họ họ có thể là một người cũng khá là bí bí hiểm kiểu như vậy mọi việc trong cuộc sống của họ có thể là họ làm việc họ sắp xếp và đôi khi họ cũng rất là đơn độc Ừ, họ có thể là sống một mình Và mình thấy dường như là Một số bạn á Cách nói chia tay đối tượng này Dường như là họ vẫn còn gọi là Luyến tiếc Hoặc là vẫn còn gọi là uh, Theo dõi bạn đó Một cách âm thầm á đây là một người họ đang ở trong cái trạng thái muốn ở một mình ha họ muốn gọi là chữa lành ha về tinh thần về cảm xúc ha và đang cố gắng gọi là dành nhiều thời gian hơn để hít thở người này có thể là họ cũng thích trao quà tặng cho người khác là một người cũng có một cái sự hào phóng rộng rãi ừ. họ đang dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi hơn ừ. và đây là một người họ cũng có một sự gọi là uh, tin tưởng vào cái thời điểm uh, đúng ha uh, và có thể họ cũng là một người có sự gọi là đúng giờ đúng giấc nữa ừ. có tính kỷ luật ha à, người này mình thấy dường như bạn với họ luôn có những cái câu chuyện à, lặp đi lặp lại nó không bao giờ kết thúc được ừ. hoặc là họ luôn có những cái điều gì đó mà nó cứ lặp lại trong họ ha luôn có những cái hành động cách cư xử gì đó ở đây ừ quá khứ họ có những cái nỗi buồn gì đó mà nó chưa có thể giải quyết xong cho nên là đôi khi có thể ám ảnh và khiến cho họ có những cái sự gọi là áp lực và có nhiều cái sự trăn trở. Người này mình thấy dường như là họ luôn phải học một cái bài học ha, một cái bài học cũ mà nó cứ gọi là lặp lại theo chu kỳ á, mình thấy là như vậy. rồi trái tim của họ muốn nói gì với các bạn uh, nữ sang gia bài lúc này những bạn nào mà đang yêu nhau cái người này họ muốn nói với bạn là họ đang rất là căng thẳng về vấn đề tài chính của họ ha đang có những cái sự gọi là bị thất thoát hoặc là À, có sự cạnh tranh trong công việc Họ còn phải bảo vệ những gì họ đang có Bảo vệ tiền bạc, thành quả Bảo vệ cái vị trí của họ Cho nên là họ đang cố gắng rất là nhiều Họ không có nhiều thời gian dành cho bạn Nhưng mà họ vẫn có sự nhớ đến bạn à, Họ còn phải gọi là nỗ lực hơn cho công việc Và họ đang có rất là nhiều Những cái um, tình huống cam go, căng thẳng à, Và ở đây thì có thể là cái người này họ muốn nói với bạn rằng họ rất là hy vọng mọi thứ trong cuộc sống của họ nó sẽ giành được chiến thắng và họ mới có cơ hội để có thể gọi là uh, tính đến cái tương lai lâu dài với bạn hoặc là tình yêu các bạn nó sẽ tốt đẹp hơn kiểu như vậy thậm chí có thể cái người này họ cũng muốn cầu hôn bạn ha cái người này là một người họ rất là um, có khả năng có tài chính tốt, họ cũng là một người rất là kiên định và biết làm việc tốt và cũng có khả năng gọi là nhảy bén trong kinh doanh nhưng mà dạo gần đây dường như công việc của họ hơi có nhiều cái vấn đề bấp bên, đặc biệt là vấn đề tiền bạc, nó ảnh hưởng, nó đè nặng lên họ cho nên họ còn phải giải quyết. và họ hy vọng rằng bạn sẽ không có quá buồn phiền hoặc là bạn quá lo lắng hoặc là bạn quá kiểm soát rồi khiến cho tình yêu các bạn có những cái sự tranh cãi với nhau. Ha. xung quanh họ toàn là những cái người gọi là đồng nghiệp thôi, bạn bè thôi chứ họ không có quen một ai hết, ai hết cả. Ừ. họ không có thời gian. À, những bạn nào mà ngắt kết nói chia tay vì những sự hiểu lầm ở đây hay là chuyện hiểu lầm về tay ba gì đó ở đây thì cái người này không muốn nói với bạn rằng thực sự họ không có ai hết cả họ đang rất là bận rộn với công việc của mình họ đang gọi là bảo vệ những cảm xúc chính kiến của mình họ còn nhớ về những cái sự tranh cãi với nhau và họ mệt mỏi với cái điều này và họ không có quá nhiều cảm xúc cho tình yêu nữa bây giờ họ còn phải tập trung hơn vào công việc và tương lai của họ và cuộc sống của họ và họ mong muốn mọi thứ nó sẽ có sự gọi là thắng lợi ở đây và có thể là họ cũng hy vọng rằng bạn hãy tập trung vào bản thân và cuộc sống của bạn và trong cái sự đấu tranh trong cái tình yêu này thì họ muốn là cái người chiến thắng ha, kiểu như vậy. Và mình thấy có thể là cái người này họ sẽ không có sự gọi là khoan nhượng hoặc là nhường nhịn hoặc là nói chung là họ dường như là bây giờ bị tê liệt cảm xúc rồi đó ừ. họ chỉ biết tiền bạc công việc ha, tương lai của họ thôi và nhớ vào những lúc các bạn tranh cãi với nhau bây giờ họ bảo vệ bản thân họ không có muốn bị tổn thương tổn hại nữa họ không muốn tranh cãi nữa họ muốn được yên thân để phát triển cuộc sống của mình à. À, cái người này họ muốn nói với các bạn là họ cảm thấy trống rỗng khi mà không có bạn á. Ừ. Họ đang thay đổi và đang học những cái bài học rất là khó khăn trong cuộc sống của họ đó. Và họ chưa bao giờ họ quên bạn cả. Và họ rất là dở ở cái việc gọi là cam kết trong tình yêu. ừ hoặc là họ rất là dở trong cái việc thể hiện cảm xúc trong tình cảm trong tình yêu với bạn kiểu như vậy họ hơi khô khan ha và họ cần thời gian để họ nghĩ về những gì mà bạn đã nói với họ đó ở đây thì có hai luồng ha một bên là yêu nhau một bên cái kết nói chia tay thì bạn thấy cái 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 cái, cái uh, lời nhắn nào phù hợp với hoàn cảnh thì bạn nhận cái lời nhắn đó nha và bạn luôn là cái người gọi là đặc biệt nhất trong trái tim của họ không ai có thể gọi là thay thế không ai có thể gọi là um, lấp đầy được trái tim của họ như bạn cả họ muốn làm cho mọi thứ rõ ràng hơn à, ở hiện tại um. và bạn đến để làm cho cuộc sống của họ trở nên gọi là tươi mới hơn ha à, sáng lên và à, yêu đời hơn đó ừ. cho nên là đôi khi cảm thấy vắng bạn là họ cảm thấy vô cùng trống rỗng và có thể họ đang trong giai đoạn của sự gọi là học những cái bài học trong cuộc sống của mình những bài học rất là quan trọng để có thể trở nên một phiên bản tốt hơn ha rồi để mình xem đối với những bạn nam xem trai bài đối tượng của bạn là ai đây là một người có thể là họ đang cảm thấy hơi bị mất phương hướng họ đang cảm thấy bị mắc kẹt họ đang cảm thấy có một cái sự gọi là trong trên hoang mang buồn phiền hoặc là họ có thể là sức khỏe không có được tốt trong cái thời điểm này ha người này mình thấy dù như thế nào chăng nữa thì họ cũng đang rất là cố gắng nỗ lực để uh, thành công hơn trong công việc và có thể họ cũng đang mong chờ một cái sự hành động từ bạn đó đây là một người rất là nhanh nhẹn và cũng đạt được khá là nhiều thành tựu rồi và mình thấy đây là một người có thể một số bạn các bạn quen người nước ngoài các bạn ở hai quốc gia khác nhau cái người này là một người có thể là họ có những công việc gì đó cũng mang tính quốc tế hoặc là có khả năng đóng góp làm những gì đó tốt đẹp tích cực cho cộng đồng chẳng hạn đây là một người tự tin và họ có khả năng gọi là tạo ra cái cuộc sống riêng ha giá trị riêng cho chính mình người này là một người sống tình cảm yêu thương và có thể là họ À, cũng được rất là nhiều người theo đuổi nha cái người này có thể là họ đang rất là mong chờ một cái sự cam kết à, từ bạn ha đó à, họ rất là mong muốn có được một cái um, sự gọi là kết hôn với bạn ở đây ừ. muốn đi đến hôn nhân và họ không biết là tương lai họ có được như vậy hay không ừ. mà họ cảm thấy dường như mọi thứ có vẻ mù mờ hoặc là mọi thứ nó không có rõ ràng hoặc là dường như những cái mong muốn của họ dường như nó hơi bị chợt hướng một chút <laughs> kiểu như vậy họ rất là mong muốn bạn hãy hành động để cho họ thấy được cái tương lai tươi sáng giữa hai bạn Uh, một số bạn ở đây thì có khả năng là uh, các bạn quen một ai đó mà họ đã có gia đình họ đã có người yêu rồi thì họ không có cái lời gì muốn nói với bạn cả bởi vì có thể là họ đang sắp kết hôn rồi đó ừ. cho nên hãy quên đi và hãy tập trung và ừ, hướng tới một cái tương lai mới với một cái người phù hợp với bạn hơn ha đây là một người có thể họ đang cố gắng khắc phục, đang cố gắng sửa chữa mọi thứ hoặc là có thể đây là một người họ có sự khép tay hay làm ha, ừ, hay sửa đồ đạc quần áo gì đó vân vân. người này là một người họ có một cái một cái kiến thức sâu rộng là một người có cái sự hiểu biết khôn ngoan ha? sâu sắc bên trong mình và có cái trực giác rất là mạnh ở đây. Ừ. À, họ đang cố gắng gọi là có một cái sự lao chùi những cái vết nhơ hoặc là những cái um, tổn thương hoặc là những cái lo lắng nghĩ ngợi gì đó của họ hoặc đang cố gắng gọi là cái sự thanh lọc cơ thể để mau chóng khỏe hơn và ở đây có thể cuộc sống của họ cũng có được cũng có cũng có rất là nhiều cái sự tranh cãi gây gắt hoặc là một vài bạn là những cái sự chiến tranh giữa đôi bên khiến cho họ đang ở trong cái giai đoạn của sự gọi là thay đổi bản thân của mình thay da đổi thịnh thay đổi cách suy nghĩ Uh, hoặc là tìm ra được cái bài học cho chính mình kiểu như vậy và dường như có một số bạn là cái người này họ đang cảm thấy khá là tan nát đó ha. số bạn uh, tranh cãi vào gần đây đó họ cảm thấy những gì mà họ đã xây đã gầy dựng nên tất cả có sự sụp đổ đó. Ừ, họ rất là buồn người này thì có thể là họ có những cái sự gọi là rất là muốn nhắn tin cho bạn ha hoặc là họ có những cái tin nhắn thông qua cái uh, trực giác á kiểu như vậy, ừ họ muốn truyền tải đến bạn. Kiểu như là nhắn tin qua tâm thức kiểu như vậy á. Ừ. Hoặc đây là một người họ có khả năng nhận được những cái thông điệp từ ơn trên để có thể gọi là lan tỏa cho người khác. Ừ. Rồi. À, để mình xem coi. À và cái người này họ có nhiều điều muốn nói với bạn lắm, nhưng mà có thể là họ giữ trong lòng. Ừ. Lời à trái tim của người này muốn nói gì với các bạn nam đây? À, ở đây những bạn nào yêu nhau cái người này họ hy vọng rằng bạn sẽ có một cái sự gọi là công bằng trong tình yêu này dành cho họ họ hy vọng rằng bạn sẽ yêu thương họ và bạn sẽ có sự quan tâm họ ha hy vọng rằng cái tình yêu của bạn nó có sự ngọt ngào như thổ ban đầu á ừ. và hy vọng rằng hai bạn sẽ kết hôn sẽ có sự ổn định sẽ có sự cam kết với nhau ừ. Ở đây họ luôn có sự ngóng trong, trong chờ bạn. Họ hy vọng rằng sẽ có một cái sự kết thúc những cái điều mệt mỏi hoặc là những cái điều xưa cũ hoặc là kết thúc được cái khoảng cách giữa hai bạn. Thì hai bạn có thể tiến lại gần nhau hoặc là có thể là kết thúc những cái vấn đề à, khiến cho bạn có một cái sự gọi là à, bị trì hoãn đó. Ừ. À, họ hy vọng rằng bạn sẽ hành động nhiều hơn tính đến tương lai với họ. Và ở đây thì mình thấy có thể là cái người này họ đang cần cái sự gọi là trung thành tận tụy của bạn. họ hy vọng rằng bạn vẫn còn chung thủy với họ. họ hy vọng rằng bạn không có một cái sự gọi là đang bắt cá hai tay và đang quen một ai đó thì họ sẽ rất là tan nát, tan vỡ. họ hy vọng rằng cái tình yêu này sẽ luôn bền vững. ha và nếu như bạn gọi là có một cái ai đó khác ngoài họ thì họ sẽ thực sự gọi là vô cùng gọi là tan nát con tim á kiểu như vậy. và có thể dạo gần đây họ xem nhiều tin tức ha rồi có nhiều cặp đôi tan vỡ họ cũng rất là sợ lo xa sợ cái mối quan hệ các bạn sẽ có những cái vấn đề à, ảnh hưởng cho nên là họ rất là mong muốn bạn hãy hành động bạn hãy gọi là quan tâm họ Hãy yêu thương họ họ cho họ thấy được cái sự gọi là um, nâng niu của bạn để họ có thể có một cái tâm lý vững chắc trong cái tình yêu này ha họ luôn chung thủy với bạn họ không có quen một ai khác ngoài bạn cả và ở đây nếu như bạn thực sự không chung thủy với họ, ha, họ tìm ra được một cái manh mối nào đó, bạn đang có một ai đó khác là họ sẽ thực sự quyết đoán và uh, chia tay liền kiểu như vậy, và họ sẽ có tìm được một người yêu mới ha, tốt hơn bạn, <laughs> giống như là lo lúc cũng sợ hãi rồi lo lắng rồi uh, nghĩ ngợi ha rồi um, tự nói với bản thân mình là như vậy đó. Những bạn nào ngắt kết nối chia tay thì mình thấy cái người này thực sự bây giờ họ cảm thấy vô cùng tan nát ha. Ừ. Có thể là các bạn quen nhau khoảng thời gian khá là lâu cũng phải từ 3 năm. À, và họ cảm thấy vô cùng gọi là buồn phiền, họ cảm thấy vô cùng gọi là có sự gọi là giống như bị sốc vậy đó. tổn ừ. thương tột cùng và họ cảm nhận như bạn đã bỏ lại họ phía sau rồi trong tình yêu này họ không có làm gì sai cả và họ đã cố gắng rất là nhiều cho bạn trong cái tình yêu này họ đã nỗ lực cho cái tình yêu này, họ có sự kiên trì, nhẫn nại, họ yêu bạn một cách rất là hồn nhiên, vô tư và họ đã cống hiến hết tất cả những gì họ có cho bạn rồi. Và ở đây thì có thể là họ rất là mong chờ một có sự công bằng công lý trong cái tình yêu này cho bạn. Muốn bạn hãy có sự gọi là công bằng với họ ha, có sự gọi là thực sự nhìn ra giá trị cũng như là nhìn thấy những gì mà họ đã cho bạn. À. Họ cảm thấy như bạn có một cái sự gọi là không có trung thực Hoặc là bạn không có sự công bằng với họ Họ rất là buồn Họ rất là xúc động Họ rất là mệt mỏi Và họ tin rằng ha Vũ trụ sẽ đem đến công bằng cho họ à, Mình thấy ở đây có thể là cái người này à, đâu đó ha thì mình thấy có thể là cỡ chừng 30 phần trăm là cái người này họ đã kết thúc hoàn toàn và họ muốn rời đi tìm kiếm một đối tượng mới một người xứng đáng hơn một người yêu thương họ nâng niu họ và họ lần này họ sẽ không dễ dàng gọi là trao tình yêu nữa họ sẽ có một cái sự nghiêm chỉnh và thấu suốt hơn ba mươi phần trăm à, 30% là có một cái sự gọi là quay trở lại, muốn quay trở lại Còn 70% là có sự rời đi luôn ha Còn cái việc 30% quay trở lại là cái người này có thể là họ sẽ muốn quay trở lại khi mà bạn thực sự gọi là Biết quý mến và nhìn thấy những cái điều mà họ đã đem đến cho bạn ha ừ. Họ còn nhớ về ký ức cũ rất là nhiều ha Họ nhớ vào cái lúc mà bạn mới quen họ ha Bạn ngọt ngào ra sao, bạn yêu thương ra sao ha Bạn hành động ra sao bây giờ Tại sao bạn lại có một cái sự dưỡng dưng và lạnh lùng như vậy Dường như họ cũng muốn có một cái sự làm mới Là cái tình yêu này Đâu đó họ vẫn còn hy vọng Rằng cái tình yêu này vẫn có thể gọi là kết nối được Bạn vẫn có thể là nhìn lại biết suy nghĩ Và chủ động họ quay trở về Trao cho họ cái tình yêu thực sự xứng đáng với cái um, Những gì mà họ đã đem đến cho bạn Họ còn một cái sự công bằng Trong mối quan hệ này Thì mình thấy dường như 70% là ra đi hoàn toàn Và 30% là sẽ muốn Có một cái cơ hội để có thể kết nối vì đây là một trái bài chung cho nên nhiều người thì họ sẽ có những cái ý kiến suy nghĩ khác nhau. Thì các bạn có thể là à, có một cái sự linh động ha, cởi mở. Ừ. Ở đây là một số bạn các cái nó chia tay cái người này họ muốn nói với bạn rằng là họ không thể rời khỏi bạn. Họ còn nhớ về bạn rất là nhiều, họ vẫn còn rất là nhiều cái giây phút gọi là à, xúc động ở đây ha và khi ở bên bạn họ cảm thấy mạnh mẽ hơn họ cảm thấy như cuộc sống của mình có rất là nhiều cái sự gọi là uh, lạc quan có mục tiêu hướng tới ha có sự yêu đời rồi đó họ cảm thấy như được gọi là tiếp thêm sức mạnh và họ rất là cần cái thời gian của bạn ha cần sự quan tâm của bạn và cần cái sự cam kết trong cái mối quan hệ này và họ cảm thấy có một cái sự trống rỗng cảm xúc ha họ cảm thấy như là À, không còn muốn yêu nữa khi mà không có bạn đó ừ. họ cảm thấy có sự gọi là vô vị ở đây ha ừ, lạc lõng và họ cũng sợ có một cái sự làm đau bạn cho nên họ có một sự giữ khoảng cách ở đây có thể là có nhiều bạn tình huống kiểu như là à, có những cái lo lắng rồi sợ nói có một cái sự nóng tính rồi nói lên khiến cho bạn cảm thấy uh, buồn phiền ha làm cho bạn đau cho nên họ có một cái sự im lặng và cũng không biết nói gì cho nên uh, họ đợi bạn nhắn tin rồi đó quan tâm hoặc là những bạn nào im lặng im đang chia tay cái nói đang im lặng với nhau cái người này không phải là họ không muốn nói chuyện với bạn mà họ sợ nói ra là tranh cãi với nhau lại làm đau nhau nữa. Ừ. họ rất là nhớ những cái lần nói chuyện với bạn, họ rất là muốn được nói chuyện với bạn ha. nhớ những cuộc nói chuyện tán gẫu vô cùng vui vẻ giữa hai bạn nhớ rất là nhiều. Ừ. họ ước gì là họ có tràn đầy cái cảm xúc để có thể cho bạn bước vào một lần nữa hoặc là Uh, hiện tại có thể là họ đang khá là uh, áp lực ha hoặc là có thể là một số bạn đang quen nhau đang có khoảng cách với nhau và có thể họ cũng không có nhiều thời gian dành cho bạn có thể là họ đang gọi là có nhiều vấn đề phải lo lắng hoặc là sức khỏe không được tốt hoặc là mọi thứ có sự gọi là khiến cho họ bị tụt mút cho nên họ chưa có nhiều cảm xúc để có thể kết nối tình cảm hoặc là có nhiều sự lãng mạn với bạn ở đây và họ đã theo dõi quan sát bạn trên mạng xã hội bởi vì họ muốn biết là bạn có khỏe hay không và họ đang uh, gọi là uh, xem um, cũng như là đang quan tâm bạn hoặc là một số bạn có thể là họ đang tìm kiếm bạn hoặc là đang nghĩ về bạn rất là nhiều ha cái tình yêu này có thể các bạn đang gặp thử thách cho nên các bạn cố gắng vượt um, qua cái thử thách này ha à, yêu thương bản thân của mình đừng gây hại bất cứ điều gì cho chính bản thân của mình bởi vì sẽ có những cái sự thay đổi ngoạn um, mục sẽ có những cái sự gọi là bất ngờ xảy ra trong thời gian tới cho nên cố gắng chữa lành bản thân sức khỏe tinh thần cũng như là uh, chú trọng vào việc tài chính của mình thật là tốt ừ. bởi vì đây là cái thời điểm khó khăn về tài chính tiền bạc cho nên các bạn còn phải chú trọng vào bản thân mục tiêu của mình nhiều hơn ừ. Đừng để chuyện tình yêu ảnh hưởng khiến bạn đau buồn quá nhiều ha. Rồi. Cung hoàng đạo nó bật cho các bạn hay là của bạn của người đó. Thiên Bình. Kim Ngưu. Bọ Cạp. Sông Ngư. Bạch Dương. Nhân Mã. Chữ cái trong tên. Chữ L. Chữ A chữ Z, chữ tờ, chữ Y ngắn, chữ W, chữ khuya, chữ B phở. Rồi, mình xin kết thúc các bạn tụ 2 ở đây. Nếu các bạn yêu quý kênh, hãy đăng ký và trung thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha. Mình xin chào các bạn. Hai, xin chào các bạn tụ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng liên kết năng lượng với các bạn tụ 3 để xem coi. Uh, trái tim của họ đang muốn nói điều gì với bạn ngay lúc này và đây là những trò bài chung mang nguồn năng lượng chung của nhiều người, mình mong là các bạn sẽ đón nhận thông điệp một cách tích cực và cởi mở và chỉ nhận những thông tin nào có liên kết với bạn thôi ha. Rồi mình xin liên kết năng lượng các bạn tụ 3. Các bạn tụ 3 là những người có khả năng đang thu hút uh, tình yêu ngọt ngào đến với bạn hoặc là bạn cũng là một người có thể là có sự sáng tạo hoặc là một người tràn đầy cảm xúc, tràn đầy sự ấm áp và đồng thời các bạn cũng là một người có một cái sự chân thành chân thật trong tình yêu một vài bạn có thể các bạn đang có một cái tình yêu gì đó mới mẻ hoặc là các bạn đang có sự gọi là à, muốn có những cái sự lãng mạn hơn trong tình cảm chẳng hạn các bạn đang bước qua một cái giai đoạn thay đổi mới trong cuộc sống của mình một cái bước ngoặt hoặc là một cái chu kỳ gì đó đang được diễn ra ở đây một vài bạn ở đây thì có thể là các bạn là những người cũng rất là hòa nhã ha rất là vui vẻ cũng là một người cũng có cái hướng đi có mục tiêu có con đường cho tương lai của mình ha và cũng biết cách thực hiện lên kế hoạch và hoàn thành tốt cũng như biết ước mơ của mình trở thành sự thật có thể là bạn cũng được mọi người khá là ngưỡng mộ yêu quý bạn hoặc là trong thời gian sắp tới mình thấy các bạn có những cái sự đoàn tụ sum họp gì đó được diễn ra Mình thấy có thể là bạn là một người yêu ai, bạn yêu rất là chân thành ha. Ừ, yêu lãng mạn, yêu đắm đuối luôn. Và có thể một số bạn các bạn cũng rất là sợ cái vấn đề người thứ ba nữa. Rồi, để mình xem coi họ là ai ha. Mình thấy có thể là cái người này họ đã từng trải qua giai đoạn của một cái sự kết thúc, một cái điều gì đó. Có thể là kết thúc một cái tình yêu, một cuộc hôn nhân, một cái sự đổ vỡ. Wow, có rất là nhiều sự kết thúc ở đây ha có rất là nhiều sự tổn thương đối với cuộc sống của họ, họ trải qua rất là nhiều cái giai đoạn gọi là thăng trầm. Và người này mình thấy dường như họ đã có một cái sự rời khỏi một cái điều gì đó trong cuộc sống rồi. Và có thể họ rất là muốn có sự bình yên ha. Và đây là một người có thể là họ có một sự xây dựng lại tương lai, xây dựng lại cuộc sống của mình từ những cái sự đổ vỡ, những sự kết thúc của họ đó. và có thể cái người này họ đi theo một cái hướng đi riêng ha, à, chứ họ không có cái sự gọi là thích bị kèm cặp hoặc là bị người khác áp đặt đó. người này có thể là họ rất là thích biển và mình thấy dường như cuộc sống của họ đang có rất là nhiều cái sự gọi là cạnh tranh đấu đá gây gắt hoặc họ đang có những cái vấn đề liên quan đến tiền bạc có sự trông trên cho nên là họ cũng đang cố gắng cân bằng hài hòa cố gắng tập trung vào công việc của mình à, và tạm thời mình thấy dường như cái người này họ giờ giống như là có một cái sự bị thiếu thốn cảm xúc mà họ không có quá nhiều cảm xúc cho tình yêu mà họ có cảm xúc cho cái công việc của họ là nhiều nhất ừ. có thể là những cái vấn đề công việc của họ nó không có được so trôi chảy ừ. rồi để mình xem đối với những bạn nữ xem trả bài thì Um, đối tượng của bạn là ai Và trái tim của họ uh, Muốn nói điều gì với bạn ngay lúc này Thì các bạn nữ xem trả bài Các bạn có cùng nguồn năng lượng Với đối tượng của bạn nam xem trả bài Cho nên là các bạn có thể xem tham khảo qua lại Các bạn nam cũng vậy ha uh, Mình thấy thì có thể là Cái người này là một người họ hay thức khuya Làm việc Hoặc là họ có nhiều đêm mất ngủ trằn trọc gì đó ở đây đây là một người rất là lý trí, rất là nguyên tắc, có sự cứng cỏi, sự mạnh mẽ, có sự kiên định và có khả năng có quyền hành, có địa vị và có thể họ đang có những cái sự học hỏi những cái điều gì đó mới mẻ trong cuộc sống của mình ừ. hoặc là người này mình thấy dường như là cuộc sống của họ đang khá là bận rộn, có thể là họ đang có những kế hoạch gì đó làm việc với đội nhóm chẳng hạn, họ ừ. có sự hợp tác với nhiều người ở đây và ở đây thì mình thấy là cái người này là một người họ cũng có cái khả năng diễn đạt tốt là một người có một cái sự gọi là nhanh trí ha một người vững chắc một người táo bạo một người đầy sự gọi là say mê trong công việc của mình một số bạn thì mình thấy có thể là cái người này họ đã từng có một cái mối tình gì đó và đã từng chia tay rồi và bạn là cái người mới của họ ha ừ, một vài bạn mới quen thôi một số bạn thì mới quen một số bạn ở đây mình thấy dường như là à, có một số bạn ít ít thôi ha bạn đang nghĩ về một cái đối tượng mà họ đã có người yêu rồi hoặc là họ đã có gia đình rồi thì không phải là cái đối tượng này nha ừ bởi vì có thể là họ đang có rất là nhiều điều ha thực hiện trong cuộc sống với cái người hiện tại của họ ha muốn xây dựng muốn ra tương lai tốt đẹp và họ rất là chung thủy với cái người hiện tại cho nên là có thể là họ không có gì để nói với bạn cả ừ. hoặc là họ sắp có con nữa ha mà ừ. bạn nên quên và tập trung và tìm kiếm cái người thật sự dành cho chính mình ừ. đừng mất thời gian với những người này thì đó là những cái trường hợp cá biệt và đây cái trường hợp ở đây thì mình thấy có một số bạn là cái người mới của bạn hoặc là một số bạn thậm chí là cái người cũ luôn, người cũ người mới nghĩ về bạn ở đây. <laughs> mình thấy nhiều như bạn có nhiều đối tượng lắm ha. Nhưng mà mình sẽ nêu ra cái đối tượng nào thực sự gọi là họ đang có rất là nhiều điều mà trái tim họ muốn nói với bạn. đây là một người họ thích uống sữa và mật ong ha hoặc là có thể là họ cũng có được cái sự gọi là um, chìm ngập trong những cái sự ngọt ngào trong cuộc sống hoặc là những cái điều mà họ đã tạo dựng được á người này họ đang trong giai đoạn có sự gọi thiền định hoặc là muốn có không gian riêng ha um, để thở uh, để suy nghĩ để cân bằng um. Và đây là một người có thể là họ đang ở trong một cái trạng thái của một cái sự gọi là bước ra khỏi cái dùng giới hạn của mình ha. Để có thể tạo nên những cái uh, thành công trong cuộc sống của họ chẳng hạn. Họ không có sợ gọi là rủi ro nguy hiểm ở đây. Và có thể cái người này họ đang nghỉ ngơi, tịnh dưỡng, sức khỏe. Ừ, dường như họ có sự gọi là ưu tiên cho bản thân của mình nhiều hơn. Ừ. Và cái người này thì có thể là họ đã từng chạy đuổi theo những điều gì đó mà không phải dành cho họ cho nên mình thấy là họ đã có những cái sự gọi là kết thúc rất là nhiều à, cho nên họ có những cái sự hối tiếc gì đó trong cuộc sống của họ ừ, và từ đó họ mới có sự tập trung và tìm cái gì thực sự dành cho họ ha, để họ phát triển cái đó kiểu như vậy có thể là có sự thay đổi công việc cũng khá là nhiều đó à. rồi để xem cái người này họ um, trái tim của họ muốn nói gì với các bạn nữ lúc này ở đây thì có thể là những bạn yêu nhau cái người này họ muốn nói với bạn là họ xem bạn là vợ của họ ha và họ rất là muốn có tương lai với bạn muốn sinh con đẻ cái với bạn ha. muốn có một cái sự gọi là tươi mới trong cái mối quan hệ này. Tuy nhiên thì có thể là họ đang có những vấn đề về tài chính và có những cái vấn đề gì đó hiện tại thì chưa thể gọi là hành động dứt khoát được. Họ còn đang nghỉ ngợi hoặc là có thể họ đang cảm thấy rất là mệt mỏi, căng thẳng với những cái áp lực. Họ đang cố gắng cân bằng, đang cố gắng lên kế hoạch. Ha. Mọi thứ chưa được thực hiện xong cho nên họ cũng cảm thấy rất là buồn và họ cần thời gian nghỉ ngơi, cần thời gian gọi là uh, có những cái nhìn thấu suốt hơn hoặc là có một cái đường hướng rõ ràng hơn cho tương lai của hai bạn. Bởi vì họ thật sự rất là muốn hành động nhưng mà do hoàn cảnh mọi thứ nó chưa có gọi là tốt đẹp, thuận lợi để họ có thể có những cái bước hành động dứt khoát dành cho bạn ở đây. Họ rất là muốn cam kết với bạn và họ đang nỗ lực kiếm tiền, đang cố gắng gọi là... Ừ, có một cuộc sống thoải mái dư giả hoặc là cố gắng kiếm tiền chăm chỉ để tương lai sau này các bạn có được cái cuộc sống uh, đủ đầy hoặc là cho bạn được những cái điều mà bạn khát khao bạn ước mơ hoặc là cho bạn cuộc sống thoải mái không có quá nhiều cái sự gọi là vất vả khi yêu, yêu khi lập gia đình với nhau kiểu như vậy ừ. và ở đây thì họ không có ai hết cả ha ừ, đừng nghĩ sai về họ bởi vì uh, họ cần thời gian cho chính mình nhiều hơn ừ, họ cần tập trung vào công việc tập trung vào sức khỏe của họ họ đang có những cái vấn đề gì đó liên quan đến sức khỏe hoặc là gia đình của họ có những cái vấn đề gì đó ở đây cho nên là um, tạm thời thì họ không thể thể hiện quá nhiều tình cảm cảm xúc với bạn và họ hy vọng rằng bạn vẫn cố gắng chờ đợi kiên nhẫn ha kiên trì với họ ở đây họ cũng chưa biết mọi thứ sẽ như thế nào ha ừ, nhưng mà hy vọng rằng tương lai sắp tới thì mọi thứ nó sẽ có một cái sự gọi là chuyển động nhanh hơn và ở đây thì có thể là cái người này họ luôn nghĩ luôn nhớ và bạn luôn ở trong tâm trí và bạn chính là cái kho báu của họ ha là chính là cái người ưu tiên của họ ừ. hiện tại thì có thể là à, tiền bạc thì họ còn phải um, nỗ lực rất là nhiều ừ. Bởi vì có thể là họ đang có những cái vấn đề cảnh báo gì đó cho nên họ còn phải chú tâm vào cái vấn đề đó. Và họ đang trong giai đoạn của sự xem xét về cái tình yêu này, những gì các bạn đã có với nhau, những gì các bạn đã xây dựng với nhau. Và họ cũng rất là muốn gọi là có một cái sự phát triển mới. ha Tuy nhiên có thể là mọi thứ nó còn rất là mù mờ và họ chưa thể gọi là làm rõ hoặc là công khai được hoặc là nói chung là có một cái sự gọi là kiểu hoàn cảnh chưa cho phép đó ừ. à, lực bất tòng tâm đó ừ. à, và ở đây thì những bạn nào nghe cách nói chia tay cái người này họ muốn nói với bạn rằng là à, họ đã từng xem bạn là vợ của họ ha là cái người mà họ muốn cưới đó ừ. tuy nhiên thì có thể hiện tại họ còn rất là buồn phiền với những cái điều mà các bạn đã trải qua những cái điều mệt mỏi căng thẳng và họ đang ở trong giai đoạn của sự gọi là trưởng thành hơn xem xét nhìn nhận lại cái tình yêu này nhìn nhận lại những cái gì mà các bạn đã nói với nhau đã vượt qua với nhau và họ đang cố gắng cân bằng lại ha họ đang gọi là xem xét cái mối quan hệ này ở nhiều góc độ khác nhau và họ cũng rất là cần thời gian cho bản thân bởi vì dạo gần đây họ áp lực lắm họ mệt mỏi họ căng thẳng họ sức khỏe họ cũng không có được tốt nữa cho nên họ muốn bình yên ha họ chưa muốn làm gì cả và họ tập trung vào công việc của mình tiền bạc của mình có nhiều cái tình huống gì đó diễn ra khá là đột ngột khiến cho cái người này họ uh, phải uh, tập trung vào chính bản thân thôi và họ cần một cái người vợ thấu hiểu một người biết quan tâm họ chân thành với họ và không gây quá nhiều drama khiến cho họ mệt mỏi căng thẳng và hiện tại họ chưa có cách thức nào để có thể giải quyết cái câu chuyện tình yêu của hai bạn họ cũng không biết có nên tiếp tục hay quay lại à, hiện tại thì có thể là họ có sự buông xuôi tất cả họ có sự gọi là xuôi theo dòng tới đâu hay tới đó và họ quan tâm đến gia đình người thân của họ là nhiều trong thời điểm này hay là họ cũng uh, có một cái sự là hy vọng rằng cuộc sống của bạn sẽ tốt hơn, ừ. à, sẽ có một cái sự phát triển hơn hoặc là bạn biết suy nghĩ hơn. À. À, một số bạn ấy kết nói chia tay, cái người này họ muốn nói là họ không thể chịu đựng được, được những cái lời nói mà bạn đã khiến cho họ tổn thương. Ừ. Họ không có từ bỏ bạn, họ chưa có cái sự gọi là kiểu như là họ chưa muốn gọi là rời xa bạn ha, họ chưa từ bỏ cái tình yêu này đâu mặc dù có thể là bạn thấy là dường như mọi thứ nó như vậy. Ừ. Họ muốn có một cái khởi đầu mới với bạn ở đây. Ừ. Thì ở đây có nhiều trường hợp hoàn cảnh các bạn đọc, bạn nghe được những cái thông điệp lời nhắn nào thì các bạn có thể cảm nhận được đó dành cho bạn hay không ha. Ừ, tụi mình sẽ quay trở về với nhau một lần nữa khi mà đúng thời điểm ha à, đúng lúc khi mà mọi thứ nó có sự rõ ràng ha mọi thứ có sự là đi đúng đường đúng hướng kiểu như vậy hãy cho tôi thêm thời gian tại vì họ đang làm việc với chính bản thân của mình để trở thành một cái người gọi là phù hợp với bạn ha, phù hợp với mong muốn của bạn à, và họ tự hỏi là bạn có nhớ họ như họ nhớ bạn hay không rồi, để mình xem đối với những bạn đang xem trả bài thì đối tượng của bạn là ai? À, ở đây mình thấy có thể là cái người này họ là một người cũng có nhiều thành công thắng lợi ha trong cuộc sống thích đi đến những nơi có nhiều hoa lá cây cành hoặc là có thể họ cũng có cái sự gọi là độc lập tự tin tỏa sáng xinh đẹp có thể tự mình làm nên được cái uh, sự giàu có cho chính mình xây nhà xây cửa gì đó vân vân ha họ rất là có duyên ăn nói và họ có khả năng có khí chất ha có sự thanh cao người này có thể họ đang có những vấn đề liên quan đến sức khỏe hoặc là vấn đề liên quan đến tài chính của họ cho nên họ đang nỗ lực kiếm tiền ha chăm chỉ à, và họ có thể là đang có sự đón bắt những cơ hội um, kiếm tiền ở đây à, và mình thấy dường như họ rất là mong muốn có được một cái tình yêu thật là đẹp thật là đầy cái sự gọi là yêu thương quan tâm và gắn kết tâm hồn thậm chí là đi đến kết hôn ha này có thể họ đang ở trong trạng thái của sự hơi bị lẻ loi hoặc là có những cái điều gì đó khiến họ cảm thấy có một cái sự hơi cô độc. Ừ. Ở đây thì mình thấy là có một vài bạn ha, à, cái đối tượng của bạn là cái người họ đã có gia đình hoặc là có người yêu thậm chí có thể là sắp tới xây dựng gia đình, à, à, tiến đến sự cam kết ừ. thì à, cái cha bà này không có dành cho bạn ha, cái người này họ không có gì nói với bạn cả, bởi vì có thể họ đang rất là lo lắng với vấn đề tài chính hoặc là um, cái vấn đề đi tiến đến hôn nhân, cho nên là họ đang cố gắng nỗ lực kiếm tiền và rất là yêu cái người yêu hiện tại ha. Ừ. Rồi thì bạn nên tập trung vào bản thân và cố gắng sống tốt và thu hút được một cái người thực sự dành cho bạn, đừng mất thời gian với những người đã qua rồi. thì đó một số bạn cá biệt là như vậy. người này có thể là họ là một người có một cái sự sáng tạo một người có tính nghệ thuật ha à, có một cái sự nữ tính nữa ừ. là một người có một cái sự gọi là à, thấu cảm ừ. và họ có một cái sự loại bỏ lao sạch những quá khứ những gì khiến họ buồn ha à, tổn thương hoặc là họ có sự lao sạch những cái điều không tốt của bản thân để trở nên trưởng thành hơn. Hoặc là họ có những cái sự gọi là mây mù gì đó ảnh hưởng đến cuộc sống của họ, có thể họ có những vấn đề liên quan đến sức khỏe như mình nói hay vấn đề tài chính gì đó cho nên họ đang cố gắng à làm sạch những cái vấn đề này, đang cố gắng giải quyết những cái vấn đề này. Họ đang cố gắng cân bằng, ừ, bình tĩnh. À và cái người này mình thấy dường như họ giống như là trong cuộc sống của họ luôn gặp phải những cái bài học gì đó cứ lặp đi lặp lại hoài. Hay hoặc là đây là một người có thể là họ cũng biết đờn hát nhảy múa gì đó ở đây. Ừ. À, hoặc là bạn với cái người này đã từng có những cái vấn đề ha tranh cãi hoặc là có những cái vòng lặp ha lặp đi lặp lại ở đây ừ. người này là một người họ biết sống ở hiện tại ha và họ đang cố gắng sống tốt đẹp sống trọn vẹn ở hiện tại ừ. cố gắng loại bỏ quá khứ và cố gắng gọi là tập trung hiện tại không có quá nhiều lo lắng À, và đây là một người có thể họ làm việc chung với đội nhóm hoặc là họ có sự gọi là đồng sáng tạo với mọi người để tạo ra những cái thành quả chung trong cái công việc à, họ rất là khôn ngoan họ rất là tỉnh táo và họ có khả năng gọi là tiến xa vượt bậc ha với cái tài năng của mình sự sáng tạo sự à, sâu sắc hoặc là sự gọi là thông tuệ của mình ừ. rồi để xem cái người này họ trái tim của cái người này muốn nói gì với bạn ngay lúc này những bạn nào yêu nhau các người này họ đang nhớ về những ký ức cũ giữa hai bạn ha cảm thấy rất là êm đềm và hạnh phúc mà ở cái thời điểm đó và hiện tại có thể các bạn đang rất là bận và họ cũng đang rất là bận kiếm tiền nỗ lực chăm chỉ và họ cũng biết là bạn cũng đang rất là bận biệu ở đây họ rất là mong muốn các bạn sẽ có cái khoảng thời gian để có thể sắp xếp nói chuyện với nhau hàng huyên tâm sự hoặc là có những cái giây phút vui vẻ như thời xưa À, họ rất là muốn xây dựng gia đình với bạn ha Muốn có tương lai với bạn Và muốn ra mắt gia đình đó Nói chung là Cái người này họ cũng đang nỗ lực Cố gắng kiếm tiền Để có thể xây dựng Một cái tương lai hạnh phúc với bạn Để có thể hỗ trợ với bạn ha Để có thể chia sẻ Niềm vui, nỗi buồn với bạn Và muốn gọi là Có những đứa con dễ thương với bạn ừ. Đấy là như vậy nhưng bạn nào đó, cái nói chia tay Mình thấy dường như Cái người này họ Trái tim họ muốn nói với bạn rằng Họ biết bạn đang làm việc Và bạn có thể là đang gọi là phớt lờ họ quay lưng với họ và họ cũng đang nỗ lực kiếm tiền chăm chỉ nhưng mà họ còn rất là nhiều kỷ niệm xa xưa giữa hai bạn ở đây có thể họ cũng đang rất là muốn có một cái sự làm hòa ha giải quyết những mâu thuẫn giữa hai bạn và họ muốn bạn là cái người gọi là um, chữa lành cái mối quan hệ này muốn bạn có sự hành động để cái tình yêu này nó có sự um, um, vui vẻ trở lại nó hạnh phúc trở lại ha có thể là họ muốn quay trở về ở đây và họ muốn có sự xây dựng gia đình với bạn, muốn có một cái sự rõ ràng hơn, cái lần quay về này phải có sự rõ ràng bằng à, bạc kỹ lưỡng cho tương lai. Ừ. Nếu như bạn muốn hành động quay về thì họ muốn như vậy đó. Ừ. Hiện tại thì có thể là cái người này họ đã lấy lại được cái tinh thần và họ cũng uh, chữa lành được và họ đang tập trung vào bản thân vào cuộc sống à, vào gia đình của mình ha, cố gắng gọi là sống gọi là um, tích cực hơn, hoàn thiện hơn và biết suy nghĩ hơn. Ừ và họ cũng hy vọng rằng bạn cũng có một cái sự gọi là biết suy nghĩ đúng đắn hơn um, và không còn quá nhiều cái sự gọi là mâu thuẫn như lúc trước nữa thì mình thấy là như vậy ừ. cái người này họ có thể là có một cái sự gọi là nhung nhớ về bạn thậm chí có thể là họ hay mơ thấy bạn Ha, hoặc là họ có sự gọi là mơ đến cái tương lai tốt đẹp với bạn ở đây họ có sự gọi là lẩn tránh những gì mà họ đang cảm nhận được ha và à, họ nói với bạn rằng bạn là một người khiến cho họ cảm thấy gọi là <laughs> mất kiểm soát ha họ cảm thấy điên lên khi mà bạn cũng điên lên đó à, giống như giống như tranh cãi là khi mà hai bạn gọi là điều căng như nhau là họ cũng căng lên như vậy kiểu vậy họ cảm thấy rất là buồn khi mà không có bạn trong cuộc sống này ha à, bạn chính là cái ánh sáng ha là cái điều khiến cho họ vui vẻ nhất và họ thật sự nhớ những gì mà các bạn đã có với nhau thì ở đây có nhiều cái hoàn cảnh là có người yêu hoặc các các cái tính thi tay thì các bạn có thể gọi là à, xem xét cái thông tin nào phù hợp với cái hoàn cảnh của bạn thì bạn nhận thông tin đó và ở đây thì cái người này họ đã dành rất là nhiều thời gian đã trải qua rất là nhiều cái khoảng suy nghĩ về bạn và nhớ về những gì mà các bạn đã vung bồi với nhau và họ ước gì mọi thứ nó đã diễn biến một cách khác biệt hơn ừ. nó thể có sự hơi nuối tiếc về quá khứ những gì các bạn đã có những cái sự gọi là tranh cãi với nhau ừ. và cái sự tự tôn ha cái bản ngã của họ đã khiến cho cái tình yêu này nó có sự gọi là tan vỡ ừ. họ biết được cái điều đó và có thể họ cũng đã nhận ra và có sự muốn thay đổi và họ có sự ghen ha họ ghen ở đây <laughs> rồi để mình xem cung hoàng đạo nói bật cho các bạn thấy là của bạn của người đó ha sử nữ bạch dương sư tử kim ngưu nhân mã thiên bình song ngư chữ cái trong tên chữ U chữ Y dài chữ Z chữ K chữ giờ hoặc D chữ S chữ C và chữ G ha rồi mình xin kết thúc các bạn tụ ba ở đây nếu các bạn yêu quý kênh hãy đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất từ mình nha mình xin chào các bạn